cho các bạn, nếu các bạn đang sở hữu một chiếc máy ảnh hoặc là một chiếc máy quay thì việc trang bị cho mình một cái đầu đọc thẻ nhớ là một điều mình nghĩ là rất cần thiết. Và nó còn cần thiết hơn nữa khi bây giờ càng ngày các cái hãng làm laptop càng làm cho máy của mình mỏng nhẹ đi, vì thế là họ cũng cắt luôn cái khe đọc thẻ nhớ. Và trong một lần vô tình lang thang ở trên những cái trang thương mại điện tử thì mình đã tìm được cái chiếc đầu đọc thẻ nhớ 3CS với tên gọi là Lentil Cabin này. Thì giải thích một chút xíu về cái tên Lentil Cabin của cái đầu đọc thẻ này. Thì theo như mình research trên mạng thì nó có nghĩa là hạt đậu. Thì mình nghĩ rằng cái lý do mà họ lấy cái tên đó cho cái đầu đọc thẻ này thì nó là do cái kích thước bé của nó, như các bạn có thể thấy ở đây. Thì nó chỉ dài bằng một cái ngón tay trỏ của mình thôi, rất là gọn. Đầu tiên về tổng quan thiết kế thì cái ấn tượng đầu tiên của mình với cái chiếc đầu đọc thẻ nhớ này nó rất là đẹp và sang. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, cái phiên bản mình cầm trên tay là nó có cái màu xám không gian, nó giống như những cái màu ở trên những chiếc MacBook của Apple. Thì mình nghĩ rằng cái đầu đọc thẻ này sử dụng với chiếc laptop đó nó sẽ rất là hợp. Như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ có hai cái đầu để kết nối với máy tính, là chúng ta có một cái đầu USB-A 3.0 và một cái đầu USB-C ở đây. Còn về những cái thẻ nhớ mà nó hỗ trợ thì do kích thước nhỏ gọn cho nên nó chỉ hỗ trợ thẻ microSD và SD thường thôi. Ngoài ra thì nó không còn hỗ trợ thêm cái gì nữa khác. Và quay lại một tí xíu về cái thiết kế thì mình quên nói với các bạn là toàn bộ cái phần vỏ ngoài của cái chiếc đầu độc này được làm bằng nhôm, nhưng cái phần ở bên trong thì vẫn là nhựa, đây như các bạn thấy. Và ở cái phần nắp để che hai cái cổng kết nối với máy tính này thì ở đây mình chê nó một điểm là nó khá là cứng. Và nếu như bạn nào lần đầu sử dụng sẽ quen cái kiểu mà cầm như thế này để mở cái nắp ra thì nó sẽ rất là khó, nó trơn, nó không thể mở được. Chúng ta phải ấn vào cái phần ngoài này để mà kéo nó ra. Tiếp theo về hiệu năng sử dụng thì mình cũng đã thử với lại chiếc thẻ nhớ SanDisk Ultra 95M của mình. Thì mình thấy tốc độ nó rất là ok, không có bị trồi sụp, nó rất là ổn định. Nhưng có một cái điều mình chê ở cái đầu đọc thẻ nhớ này nữa là nó cho cái nhiệt độ rất là cao. Khi mà nó đang copy file, một cái file mà khoảng đang nặng tí, khoảng chừng trên 10GB, các bạn đụng tay vô thì nó sẽ rất là nóng. Mà nó nóng không phải cái kiểu mình hơi hơi nóng đâu, mà nó rất là nóng, nóng bút bỏng tay luôn ấy. Ok, chê nãy giờ cũng đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái điểm tiện lợi và cũng là cái điểm mà mình thích nhất ở trên chiếc đầu đọc thẻ nhớ này. Đó chính là nó có cổng USB-C. Thì ngày nay thì như các bạn biết thì tất cả những cái điện thoại Android hiện giờ mà sử dụng cổng USB-C thì nó đều có hỗ trợ OTG rồi. Thì các bạn chỉ cần lấy điện thoại ra và cắm chiếc đầu đọc thẻ nhớ này vào là có thể chép hình qua một cách rất là dễ dàng. Cái như các bạn biết thì ví dụ như bạn nào mà thường xuyên đi chụp sự kiện hoặc là chụp những cái event, hay cả những bạn nhà báo, khi ở cái buổi họp báo thì sẽ có rất là nhiều chiếc máy ảnh. Nếu các bạn copy theo cái kiểu mà sử dụng wifi tích hợp ở trong máy ảnh truyền qua điện thoại, do sử dụng wifi 2.4GHz cho nên là nó sẽ dễ bị nhiễu sóng. Và thực tế thì mình cũng đã thử rồi thì nó hoàn toàn như là vô dụng luôn, không thể kết nối được từ điện thoại tới máy ảnh luôn. Cho nên là đây sẽ là cái mà chúng ta rất là cần. Và các bạn biết cái đầu đọc thẻ nhớ này có giá bao nhiêu không? Nó chỉ có khoảng 200 ngàn thôi. Và tùy theo cái trang bán thì nó sẽ có cái mức giá khác nhau, tuy nhiên sẽ không hơn cái mức giá này. Rồi, và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc đầu đọc thẻ nhớ vừa đẹp mà lại vừa tiện ích như thế này. Nếu các bạn có thắc mắc nào, có thể comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Xin cảm ơn.